Rồi cho em coi với Sơn Hùng. Dạ. Sơn Hà coi mặt trăng nữa hả ta? Con nhìn được mặt trăng rồi. Đâu? Con gắn cái này vô con nhìn được cái phần mặt trăng thiệt luôn. Phải bỏ áo vô quần ngưng coi mặt trăng mới được hả? Dạ. Con gắn cái này vô cái con thấy được cái phần mặt trăng không? Ừ, bữa nay trăng tròn. Mà nó màu xám xám á bà. Sơn Hùng ra coi mặt trăng. Sơn Hà có coi không? Lại dành cái kính thiên văn với anh hai nè. Ôi, sao nhìn mặt trăng giống vậy, sao xíu vậy? Giống vậy nè, con coi đi. À, mình nhìn thấy con mắt của Sơn Hùng không? Mà đi ra cho con nhìn với. Cho em nhìn với nè, cho Sơn Hà nhìn với. Anh hai ơi, anh hai à. Bữa nay Sơn Hùng với Sơn Hà ra cho mặt trăng nghe, mình nhìn lên bằng cái điện thoại nha. Ai nay trăng tròn rất là đẹp luôn. Cái này không có coi rõ bằng kính thiên văn cả nhà mình ha.